Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hộ dân ở Ninh Bình chuyển đổi sản xuất sau nhận tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi. Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy hải sản mà lại hiệu quả kinh tế. Bắc Ninh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Trong tỉnh Hải Dương, học sinh đi mô tô xe máy tiềm ẩn tai nạn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có nhiều mô hình làm giàu, trong đó có mô hình nuôi cá trong ao nước tĩnh tại thôn Cẩm Trạch, đã giúp các hộ tại địa phương có thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Mô hình nuôi cá trong ao nước tĩnh ở thôn Cẩm Trạch hiện có 5 hộ nuôi chủ yếu là cá trê, cá diêu hồng và cá rô. Điểm đặc biệt của mô hình này là cá được nuôi qua các bể chứa có thể tích khoảng 200 mét khối, chiều dài 20 mét, rộng 5 mét và sâu 2 mét. Trung bình mỗi bể chứa có thể nuôi được khoảng 5.000 con. Cá được nuôi tập trung, dễ cho ăn. Thu hoạch cá cũng dễ dàng hơn so với nuôi cá trong ao thông thường. Bình quân mỗi năm, mỗi bể năng suất đạt từ 12 đến 15 tấn cá. Nhờ vậy đã giúp cho nhiều hộ nuôi từ 5 đến 7 bể cá có thu nhập lãi đạt trên 300 triệu đồng một năm như ông Nguyễn Trung Tuyến, ông Nguyễn Văn Thủy. Những năm gần đây, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Hiện vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường có diện tích hơn 33 ha với các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, sen canh, nuôi cá truyền thống nước ngọt, có doanh thu từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng mỗi hecta một năm. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, xã đã tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, dồn điền đổi thửa để dồn quỹ đất công, tạo vùng sản xuất tập trung cho các hộ đấu thầu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế VAC bài bản, tập trung với mũi nhọn là nuôi thủy sản. Xã Xuân Hòa đã đầu tư 950 triệu đồng để xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật vùng chuyển đổi, tăng cường phối hợp tập huấn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn người dân lựa chọn các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp đồng đất địa phương như cá lăng chấm, cá diêu hồng, chấm đen, chấm cỏ, chép, trôi, mè, nuôi sen canh với tôm thẻ chân trắng. Đến nay, vùng nuôi thủy sản của xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường đã tạo đột phá về thu nhập trong sản xuất thủy sản nói riêng và thu nhập bình quân theo đầu người trên địa bàn xã nói chung. Bình quân mỗi năm, các hộ nuôi trồng thủy sản tại Xuân Hòa sản xuất và cung ứng cho thị trường hơn 170 tấn cá các loại và 7 tấn tôm thẻ chân trắng, tổng doanh thu hơn 12 tỷ 350 triệu đồng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra khiến người nông dân bị thiệt hại đáng kể, song nhận được tiền hỗ trợ kịp thời nên các hộ dân đã đầu tư chuyển đổi sang các mô hình kinh tế phù hợp, đảm bảo có nguồn thu nhập. Ghi nhận tại xã Tam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Sau hơn 4 tháng kể từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn, toàn xã đã có trên 1.200 con lợn phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 60 tấn. Đến nay, những hộ có lợn tiêu hủy từ tháng 5, tháng 6 đều đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. 26 hộ còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị chi trả đợt mới theo kế hoạch với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Dịch tả lợn châu Phi vừa rồi thì nhà tình tôi thiệt hại cũng lớn, nên là tôi mong muốn là nhà nước hỗ trợ đó. Thì cái tiền hỗ trợ nó nhanh về cho gia đình để tái đầu tư. Bây giờ thì cũng chỉ trồng trọt và chăn nuôi. Và với nhà cũng còn một trại gì nữa nên là cũng đang cố gắng khắc phục trại đấy. Thực hiện nghiêm việc kê khai phối hợp chi trả tiền hỗ trợ kịp thời cho những hộ có lợn bị tiêu hủy đã tạo niềm tin cho người dân và góp phần hạn chế dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn xã, hầu như không phát sinh những ổ dịch mới. Người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi sang những mô hình phù hợp với thực tế. Với việc nhanh chóng chuyển đổi mô hình sản xuất sau khi được nhận tiền hỗ trợ tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi cho thấy vai trò chỉ đạo định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như sự chủ động tích cực của người dân. Hợp tác xã Tân Minh Đức, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phát triển sản xuất rau theo quy mô chuỗi liên kết đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp chuyên canh cho các thành viên hợp tác xã. Mô hình này đang phát huy hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã Tân Minh Đức có 168 thành viên. Các thành viên của hợp tác xã đều có thu nhập chính từ sản xuất lúa và trồng rau theo tập quán từ lâu đời. Tuy nhiên, việc trồng rau trong nhiều năm qua thường xảy ra tình trạng được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, nên thu nhập bấp bênh.
để giúp các hội viên yên tâm sản xuất rau và phát triển đúng theo quy mô của hợp tác xã. Hợp tác xã Tân Bình Đức đã phối hợp với các thành viên phát triển trồng rau theo chuỗi liên kết. Với diện tích chuyên canh gần 40 ha và hơn 100 ha rau vụ đông, bao gồm nhiều loại từ rau ăn lá đến rau lấy củ và rau lấy quả các loại. Hợp tác xã đã có 7.000 m2 nhà màng nhà lưới, chuyên trồng dưa lưới cung cấp cho siêu thị. Hợp tác xã phối hợp với cán bộ chi cục bảo vệ thực vật, hàng ngày giám sát, hướng dẫn xã viên quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp dựa trên 4 tiêu chí. Tiêu chí về kỹ thuật sản xuất đúng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch. Về môi trường làm việc phù hợp với sức lao động của người nông dân. Về nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Hợp tác xã cung ứng cho xã viên từ con giống, phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật. Hợp tác xã mới này thì cũng thuận lợi thì cũng có nhiều, là được cơ chế mở rộng để làm. Nhưng cái khó khăn nói đúng là mà nói là cái thị trường và cái diện tích nó manh mún quá. Không có cơ hội để mà tích tụ được. Diện tích nó rộng nó dễ làm, nó diện tích nó quá nhỏ. Mỗi nhà một ít manh mún, rất là manh mún, nên rất khó. Thế xong rồi cái việc để tổ chức cái sản xuất theo cái công nghệ cao mà và sản xuất theo cái hướng đại trà nhiều thì là khó. Trong quá trình liên kết, hợp tác xã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, diện tích gieo trồng, các loại cây trồng đảm bảo đa dạng hóa sản phẩm cũng như sản lượng, chất lượng cung cấp đầu ra. Qua đó thấy được tác dụng và hiệu quả rõ rệt của việc liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã yên tâm sản xuất, đầu ra cho sản phẩm, thu nhập ổn định và hạn chế được rủi ro khi mất mùa, mất giá. Doanh nghiệp chủ động nguồn hàng cung cấp, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động về giá cả, kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Để tồn tại và đủ sức cạnh tranh trên thị trường, hợp tác xã Tân Bình Đức cần phải nỗ lực hơn nữa để duy trì liên kết sản xuất tiêu thụ rau an toàn, phấn đấu để sản xuất rau là một ngành phát triển theo hướng chuyên canh, tập trung có năng suất chất lượng cao bằng công nghệ tiên tiến, tập trung phát triển, tăng nhanh diện tích sản xuất rau sạch, rau an toàn. Theo thống kê, Hà Nam có gần 230.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 30% dân số, 41,2% lực lượng lao động toàn tỉnh. Để giúp thanh niên lập thân lập nghiệp, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên phát triển kinh tế. Trong đó, tổ chức đoàn các cấp đã phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội, các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, các doanh nghiệp, trường nghề, mở các lớp đào tạo nghề, lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lớp tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể cho các đoàn viên thanh niên, chủ động phối hợp với ngành liên quan, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Kết quả từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có trên 48.400 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trên 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, hơn 400 thanh niên được tổ chức đoàn hội tư vấn xuất khẩu lao động và hơn 700 thanh niên xuất ngũ được giới thiệu việc làm. Hiện toàn tỉnh có 156 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả, thu hút 1.814 thanh niên tham gia. Cùng với đó, đoàn thanh niên các cấp còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 228 tỷ đồng cho 4.129 hộ gia đình vay vốn tại 232 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn quỹ quốc gia giới thiệu việc làm cũng được phân bổ cụ thể về các địa phương nhằm giúp thanh niên mở rộng sản xuất kinh doanh. Trạm y tế xã phường là nơi khám và điều trị cho người dân. Việc nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ sẽ mang lại nhiều tiện ích, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 139 trên 145 xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Yên Khánh có 100% số xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia. Tổng kinh phí được huy động từ năm 2017 đến năm 2019 để ngành y tế thực hiện cải tạo sửa chữa các trạm y tế là trên 17,5 tỷ đồng. Các trạm y tế được trang bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân như máy điện tim, máy xét nghiệm đường huyết, nồi hấp dụng cụ. Tất cả các trạm cũng đều đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người dân đến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Thời gian qua, Sở Y tế cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các trạm y tế. Trong đó đã xây dựng và ban hành phác đồ điều trị dành cho trạm y tế, tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, cử bác sĩ ở tuyến trên về chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc. Vì vậy, trình độ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân được nâng lên, tăng tỷ lệ người dân đến khám, điều trị bệnh.
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc hiệu quả của lực lượng chức năng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó tạo môi trường giáo dục an toàn, giúp trẻ em có sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ về cả đức, trí, thể, mỹ. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 488 bếp ăn bán trú tại trường học với gần 132.000 trẻ học sinh, chiếm gần 40% trẻ mầm non và học sinh phổ thông của tỉnh. Do đó, việc nâng cao chất lượng giáo dục, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được ngành giáo dục đào tạo coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của ngành dọc hai cấp, trường mầm non Lãng Ngâm đã luôn chú trọng đến chất lượng và an toàn trong mỗi bữa ăn cho hơn 600 trẻ. Bên cạnh thực hiện mô hình bếp ăn một chiều, khu vực sơ chế, chế biến và chi ăn cũng được bố trí tách biệt để tránh lây nhiễm chéo. Thực đơn món ăn cũng được nhà trường lên lịch theo tuần. Tất cả đều được thực hiện dưới sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu nhằm mang đến cho các con bữa ăn an toàn nhất. An toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề không thể chủ quan và luôn phải được siết chặt thường xuyên liên tục, bởi chỉ một sơ suất cũng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Do đó, việc vận hành các bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn an toàn thực phẩm ở các trường học không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Từng được Bộ Giáo dục công nhận là đơn vị thanh toán xong nạn mù chữ sớm trong cả nước và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi năm 1956. Hơn 60 năm qua, cán bộ và nhân dân xã Liên Sơn, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo mọi điều kiện cho con em trong độ tuổi được đến trường tham gia học tập, đạt kết quả tốt. Hiện xã Liên Sơn đã xây dựng chi hội khuyến học ở 14 xóm và 10 ban khuyến học dòng họ. Với nhiều biện pháp cách làm hay trong tuyên truyền vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên kịp thời những em học sinh có thành tích học tập tốt. Từ những việc làm thường xuyên, ý nghĩa trong việc khen thưởng, động viên, tạo điều kiện để con cháu có môi trường điều kiện học tập tốt đã nhân lên những tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương. Đối với công tác khuyến học khuyến tài ở xã Liên Sơn thì tôi thấy là cái việc mà tất cả các ban ngành, các tổ chức đều chung tay cùng hướng tới một mục tiêu lớn nhất, đó là làm sao đấy để trường đảm bảo cho chất lượng dạy và học. Các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm tới chất lượng của nhà trường cũng như là đội ngũ giáo viên. Hơn 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Sơn luôn khắc ghi lời dạy của Bác, vượt qua mọi khó khăn để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài việc tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, Liên Sơn còn đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để sửa chữa, xây mới trường lớp học. Đến nay, cơ sở vật chất của các nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Với truyền thống hiếu học xứng đáng với thư khen của Bác Hồ, phong trào khuyến học ngày càng lan tỏa sâu rộng tại địa phương. Việc chăm lo cho sự nghiệp chồng người đã tạo động lực, góp sức giúp Liên Sơn đạt nhiều kết quả cho phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhằm đáp ứng quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận giáo dục của học sinh, góp phần hình thành thói quen đọc sách. Đặc biệt, một số trường mầm non trong tỉnh Nam Định đã đầu tư xây dựng thư viện trường mầm non, tạo môi trường để trẻ tự khám phá học tập. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Trực Ninh. Năm học mới 2019-2020 này, những trẻ em đang theo học tại trường mầm non Trực Hưng, huyện Trực Ninh đến trường với niềm háo hức. Bởi bên cạnh cơ sở vật chất đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia, trường mầm non Trực Hưng vừa đầu tư xây dựng phòng thư viện nhằm phục vụ nhu cầu tự học tập và khám phá của trẻ, đường tự do xem sách, làm quen với các trò chơi, tự do khám phá các góc mở của thư viện là niềm vui mỗi ngày đến trường của trẻ. Với các cô giáo ở cấp học mầm non, việc có thêm phòng thư viện và không gian khám phá cho học sinh là điều kiện thuận lợi để giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kinh nghiệm giáo dục thực tế cho thấy, thư viện thân thiện cho trẻ mầm non chính là cái nôi, là nơi khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ tự tin, năng động và ham học hỏi ngay từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, bên cạnh chương trình xây dựng thư viện thân thiện gắn với xây dựng tủ sách lớp học được thực hiện trong toàn tỉnh, một số cơ sở giáo dục mầm non hiện nay đang tiến hành xây dựng thư viện trường mầm non, giúp trẻ mầm non có không gian tìm tòi, khám phá, rèn luyện các kỹ năng, tạo nền tảng cho việc phát triển trí tuệ, nhân cách, hành vi xã hội và khả năng học hỏi khi các em trưởng thành.
Cùng với hệ thống thư viện công lập, mô hình thư viện tư nhân được thành lập đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đọc trong cộng đồng. Đây cũng là nơi hình thành môi trường đọc sách thân thiện, các hình thức giao lưu, tìm hiểu về sách hay và thu hút được nhiều bạn trẻ tìm đến đọc sách. Nằm trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, thư sinh quán do thầy giáo trẻ Trần Mạnh Hào, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, thành lập từ năm 2018, cùng với sự giúp đỡ của một số người yêu mến sách. Xuất phát từ tình yêu sách và muốn chia sẻ tình yêu ấy đến với nhiều người, thầy Hào đã mang toàn bộ số sách mà bản thân tích góp được từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm để mở thư viện. Hiện nay, thư sinh quán có khoảng trên 5.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại đa dạng phong phú như khoa học, lịch sử, văn học và được sắp xếp riêng biệt trên kệ để độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm. Nhiều người đến với thư viện không chỉ đọc sách mà còn được giao lưu, trò chuyện về những cuốn sách hay và ý nghĩa đằng sau mỗi cuốn sách. Mặc dù không gian thư viện tuy nhỏ, nhưng những giá trị từ sách mà thư viện mang đến cho người đọc lại vô cùng lớn. Chính vì vậy, ở thư sinh quán, đối tượng người đọc cũng đa dạng. Không chỉ có các bạn trẻ mà cả những người lớn tuổi yêu sách cũng tìm đến. Lứa tuổi người đọc sách thì nó có rất là nhiều. Và sách hay và sách có giá trị nó cũng dành cho rất là nhiều lứa tuổi. Thì tôi cố gắng làm sao mình tìm hiểu và đem đến những cái quyển sách đặc trưng, tiêu biểu, có giá trị trong nhiều thời gian để dành cho những mọi người, bất kỳ ai đó có thể đến và cũng dễ tìm thấy những quyển phù hợp với mình. Đấy, và qua đó thì cái tình yêu sách nó mới có thể kéo dài được. Thì là tôi cũng mong nó trở thành một cái nơi rộng hơn, đấy, nơi đẹp hơn, nhiều sách hơn và đặc biệt là nhiều bạn hơn. Những thư viện sách tư nhân của anh Hào đã và đang đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc sách, một điều đang dần bị mai một, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay. Hơn thế nữa, đằng sau việc làm này là một sự sẻ chia, lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng. Vì vậy, đây là những mô hình hay, rất cần được nhân rộng trong cộng đồng. Tại tỉnh Hải Dương, trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh những em học sinh đi xe mô tô, xe gắn máy đến trường. Điều đáng nói là có rất nhiều học sinh tham gia giao thông bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tại huyện Gia Lộc, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy trên 50 phân khối do các em học sinh điều khiển. Theo quy định, người đủ sức khỏe đủ 18 tuổi mới được đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển mô tô, loại xe từ 50 phân khối trở lên. Tuy nhiên, thực trạng học sinh chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe lại đi xe máy không đúng phân khối quy định đang gia tăng. Trong khi đó, nhận thức về luật giao thông đồng bộ của các em còn hạn chế. Vì vậy, học sinh đi xe máy luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhận thức được điều này, ngay từ đầu năm học mới, nhà trường đã tuyên truyền nhắc nhở và triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành về việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc cấm học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường. Không những vậy, tình trạng học sinh đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu đi hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra hàng ngày. Việc tuyên truyền nhắc nhở và vận động các em chấp hành nghiêm luật giao thông đồng bộ không chỉ của nhà trường, gia đình mà là của các cấp các ngành và các cơ quan chức năng. Trong các cái cuộc họp giao ban hoặc làm việc với hiệu trưởng các trường trung học cơ sở phổ thông ấy, thì chúng tôi cũng nhắc nhở và thường xuyên đôn đốc các đồng chí kiểm tra giám sát và có những hình thức nhắc nhở các em đi xe phân khối mà không theo quy định. Hơn ai hết, chính bản thân các em phải ý thức chấp hành luật giao thông, gia đình cần phải giám sát nhắc nhở và không giao xe máy cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi quy định. Đặc biệt nhà trường cần có biện pháp tuyên truyền, kết hợp với răn đe, như vậy mới đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi tham gia giao thông hàng ngày. Thành phố Ninh Bình hiện có 370 cơ sở kinh doanh về an ninh trật tự, chủ yếu nằm xen kẽ trong khu dân cư, xa hệ thống cấp nước chữa cháy. Với mục tiêu không để xảy ra cháy nổ, Công an thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an thành phố đã thành lập tổ công tác và tiến hành hai đợt kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong an toàn về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn, sẽ tham mưu cho các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.
qua kiểm tra đã nhắc nhở 35 cơ sở, xử phạt hành chính 28 và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở. Mùa khô hanh sắp đến, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Công an thành phố Ninh Bình đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cách xử lý các sự cố thường ngày, thực hành một số dụng cụ, phương tiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Khi cháy nổ xảy ra, khẩn trương báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.